ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em định không like rồi nhưng mà mưa to quá. Vừa bật được cái máy like lên thì nó lại mưa. Nên là hôm nay có báo được chiếc nào thì em cũng vẫn báo trên phát sóng livestream của em. Những bác nào đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. 3, 5. Em chào anh Nguyễn Văn Phán này, chào anh Long Thắng này, chào anh Quang nhé. Đỗ Hữu Quang của Đỗ Hữu Quang. Em sẽ ghim điện thoại của mình, em chào anh Trọng Duy này. Em sẽ ghim số điện thoại của mình ở dưới cái bài viết của em. Những bác nào đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì có thể cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ. Người đẹp. Anh Trọng Duy chia sẻ giúp em nhé. Định là không báo giá livestream rồi nhưng mà nhiều xe đẹp quá này. VinFast về một cặp đẹp đẹp căng cho em này. Chào anh Vân Khương này. Bán tải số tự động 2 cầu máy dầu em lại về thêm này. Em chào anh Lê Ngọc Công đúng không ạ? Lê Ngọc Công. Các bác chia sẻ hộ em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe nào, thả tim thả like cũng như chia sẻ cho em. Thời tiết Hải Dương thì đang mưa nên là em chỉ quay được một chút loanh quanh trong khu vực có lán thôi. Ở bên ngoài sợ mưa là ướt hết quần áo mà. Chia sẻ lên giúp em ạ, thả tim thả like cho em. Muốn xem xe nào thì cứ comment tên xe lên đây cho em nhé. Chào bác Xuân Cường này. Em về rất là nhiều xe luôn, bán tải này, máy dầu, số tự động hơn 500 một chút. 3 chiếc bán tải số tự động luôn. Hilux này, Nissan Navara này, bán tải Isuzu D-Max. Số tự động 2 cầu máy dầu. Các bác cho em xin 1 phút nữa để em đợi khách hàng nhà mình vào vì hôm nay em vào hơi muộn so với mọi hôm. Chia sẻ lên giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Hải Dương thì lại hơi mưa một chút rồi. Hyundai Accent, Kia Morning, số tự động em về rất là nhiều. Bây giờ em xin phép được quay sang cam sau nhé. Để đi báo giá trực tiếp, buổi báo giá ngày hôm nay hơi mưa một chút. VinFast Varin đời 2020 với lớp sơn màu đỏ đẹp này. Chào bác Giang Hân này. VinFast Varin 2020 đẹp xuất sắc cho em, cao cam kết test hãng này. Bao cam kết không đâm xô, không ngập nước, giá bán chỉ có 345 triệu đời 2020. VinFast đỏ đẹp đời 2020 này, chào người đẹp, chào bác Giang Hân nhé, chia sẻ lên giúp em ạ. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, xi nhan tích hợp trên gương đời 2020. Đẹp zin từng con ốc cho em ạ, giá chỉ có 345 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Trang bị động cơ 1.4. VinFast Varin 1.4. Giá là 345 triệu. Các bác đi gia đình hay các bác mua cho bà xã, mua cho lóc nhà, dòng xe này rất là ok này. 345 triệu VinFast Varin đây ạ. Em có 2 chiếc nhé. Chiếc này là 2020 với lớp sơn màu đỏ đẹp. Một chiếc 2019 độ full đồ lên là màu trắng. 2019 cũng 345 triệu. Giá xem nhau nhưng con trắng nó sẽ độ full đồ nhiều hơn em đỏ này. Còn hai chiếc đều cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước, test hãng 360 độ cho em. 360 tư thế test hết cho em đi nào. Em chào anh Văn Sĩ này, chào anh Trần Luyện nhé. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Hyundai Accent form dáng mới này. Hyundai Accent đời 2019, bản này số sàn, lắp ráp 1.4, giá chào bán là 395 triệu. Các bác thấy không? Hải Dương đang rất là mưa luôn. Nhưng mà vì nhiều khách hàng quan tâm muốn xem xe trực tiếp nên em vẫn làm một buổi báo giá trực tiếp này. Hyundai Accent 385 triệu đời 2019 này. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ luôn. Hỗ trợ hết cho em như là cổng AUX, cổng sạc, màn hình giải trí này. Accent thì các bác thấy rồi đấy, thương hiệu rồi. Điều hòa hai vùng lõng lạnh riêng biệt cho em. Ghế da là kết hợp hai màu rất là sặc, rất là đẹp luôn nhé. Keo chỉ zin đẹp căng cho em.
Hyundai Accent 385 triệu form dáng đời 2019 đẹp đây ạ. Đèn halogen này, đèn gầm, biển 89, 89 là ở đâu nhỉ? Rất là đẹp luôn này. Accent 385 triệu đời 2019. Số sàn ạ. Em chào bác Đinh Hiếu này. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Vios. Vios bản E xịn đời 2009, giá chào bán chỉ có 208 triệu, biển 36 này. Bản này là bản E xịn cho em. Đời 2009, 208 triệu thôi ạ. Vios E xịn màu đen. Ghế da lên, bộ ghế da mới đẹp căng rồi. Chào bác Khẩn Bùi này. Bên đây cũng lại có cho mình một chiếc xe Vios nữa đây ạ. Biển 38 này. Biển này là biển 36 này. Biển này biển 38 này. Rất là nhiều xe luôn. Em chào bác Đoàn Tuấn Hà Tây này. Chào bác Ngô Bá Hùng này. Vios biển 38 với lớp sơn màu đen. Có cho em đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Giá cũng siêu mềm luôn. Con này nó chốt khóa tự động nên là không có chìa khóa không mở được. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, ghế da hai màu. Vios 208 178 triệu. Chào bác Nguyễn Ngọc Hạnh nhé. Bác Hạnh quan tâm mẫu xe nào thì comment tên xe này đây giúp em Lê Hương ạ. Các bác đừng quên rằng hãy chia sẻ giúp em một nút lên trang cá nhân và trang hội nhóm này. Ở bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm đây, biển 28. Một chiếc xe DX với lớp sơn màu xám đẹp cho em. Xe DX 248 triệu đời 2009 bản nhập khẩu này. Nói về xe DX thì sẽ là nhập khẩu số tự động. Có đề lỗ thông minh, túi khí an toàn quanh xe, ghế da hai màu đẹp căng cho em này. Xe DX đây ạ, 248 triệu đời 2009, trang bị động cơ là 1.6 này. Những bác nào yêu thích dòng nhập khẩu số tự động mà form dáng rất là đẹp, bản sedan này, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cả 4 bánh cho em này. 248 triệu xe DX đây ạ. Về chiếc nào là bán chiếc đấy này, màu xám xanh rất là đẹp luôn. Nhập khẩu số tự động. Chào bác Nguyễn Thành Lương này, bác Eva Hà My, bác Kiên Trần này. Các bác nào đang xem buổi báo giá của em Lê Hương, chia sẻ em nào, đẩy mạnh cho em nào. Một nút chia sẻ tương ứng với 1 triệu đồng, chỉ cần 10 nút thôi là mua xe đã được giảm giá là 10 triệu rồi. Tiếp tục ở đây thì em lại có cho mình một mẫu xe Hyundai i10. Biển 34 bánh đậu xanh, không thất, 0707 này. Đọc cái biển số đã ưng rồi. i10 nhập khẩu đời 2016, bản này là một đầu. Giá chào bán là 230 triệu. Lên màn hình rồi. Lên màn hình giải trí rồi, ghế da hai màu. Vì em chốt cửa lên là không cầm chìa khóa theo nên không mở được bên trong nội thất này. Ghế da hai màu cực đẹp. i10 2016 230 triệu. Hai bánh trước là phanh ABS này, xi nhan trên hông, la răng thể thao đẹp, màn hình giải trí có rồi. Và bên đây thì VinFast đây ạ. Em có i10 2014 số tự động màu bạc đẹp anh nhá, 295 triệu đẹp căng luôn. VinFast đây, VinFast 2020 đẹp như lăn từ trong hãng ra. Zin đẹp 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 cho em. VinFast 345 triệu. Ở bên ngoài thì em lại có cho mình rồi, các bác nhìn nó em này. Rồi ôi sao lại nhiều xe đẹp thế này. Vào động xe nhà em Lê Hương rồi. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm, đó là gì? Hyundai i10 bản nhập Ấn Độ này. Bản nhập Ấn Độ số tự động đẹp cho em. Giá chào bán 295 triệu. Trang bị động cơ 1.0. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Cam hành trình có rồi. Mà chỉ có 295 triệu đời 2014 bản nhập Ấn Độ cho em này. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm. Có cho em là cam lùi. Vậy là cam lùi, cam hành trình, cảm biến, túi khí đầy đủ cho em nhé. 1.0 thôi, chỉ với giá 295 triệu lên la răng thể thao đẹp rồi. Em cho anh một chiếc đi, anh làm công cho em. Ôi dồi ôi, em làm gì có xe đâu mà cho. Ví dụ mà anh mua xe bỏ để lại anh với cái giá yêu thương thì em để cho mình giá yêu thương chứ. Chứ làm sao mà cho ô tô được. Ở đây em lại có cho mình một siêu phẩm Vios này. Một chiếc Vios đời. À, chiếc này mới à.
Ôi, trước này mới về rồi, trước này mới về rồi, em chưa cập nhật được giá rồi. Vios màu vàng cát đẹp cho em đây. Em chỉ quay cho mình một chiếc thôi, một chút này. Các bác nhìn này, form dáng mới này. Form dáng mới, Vios đẹp đây ạ. Biển 34 bánh đậu xanh, xin nhan trên gương. La răng thể thao, 4 bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng này. Nhìn vào cái cụm bên trong này biết ngay là form dáng mới rồi. Vios màu vàng cát đây ạ. Ghế da đẹp căng luôn nhưng mà chưa cập nhật được giá. Vừa mới về. Em chào bác Nguyễn Trung Dũng này. Vin lại về thêm nữa này. Eco lại về thêm này. Hôm nay về thêm rất là nhiều xe này. Eco Sport màu đỏ đẹp này. Một chút nữa thì chiều em sẽ lên video chi tiết nhá. Chứ còn nhiều xe quá, cập nhật luôn tục, không kịp cập nhật giá luôn. Từ sáng đến giờ mải tiếp khách nên là xe về nhiều. Chỉ ra nhận xe thôi còn chưa cập nhật được giá rồi. Em chào anh Nguyễn Trung Dũng này, anh Tuấn Kiệt này. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Hyundai i10 nhưng mà là bản sedan đẹp nhá. Bản sedan là gì? Bản 2 đầu. Biển 34 bánh đậu xanh này. 3131 các bác nhìn này. Đèn halogen có xi nhan trên hông. La răng vẫn là la răng nguyên bản của nhà sản xuất này. i10 238 triệu bản nhập khẩu, đời 2015. Số sàn đẹp cho em. Màn hình giải trí này. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Rất là đẹp luôn. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản sedan 7 chỗ ạ. 7 chỗ anh Tuấn Kiệt, đợi em một chút nhé. 7 chỗ thì em có Sorento, Kia Karen, Innova. 7 chỗ đợi em một chút nhé. Anh Tuấn Kiệt, anh Cắt May Gia Công, anh Phạm Bình này, anh Hoàng Hiệp. Anh Hoàng Hiệp chia sẻ em nào. Anh Khôi Lê này, đợi em một chút đi ạ. Ở đây thì em có siêu phẩm Hyundai i10 sedan bản nhập khẩu, 238 triệu đời 2015. Còn đây em có cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi máy dầu này. Anh đâu, anh gì nhỉ? Nó chạy comment nhanh quá không kịp nhìn. Anh Tuấn Kiệt này, một chiếc xe Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi đây ạ. Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi, gương kính cụp chỉnh điện cho em. Trang bị động cơ là 1.7 số tự động, giá chào bán là 468 triệu đời 2014. Kia Zondo máy dầu, để bên ngoài nên em khóa cửa rồi. Gương kính cụp chỉnh điện, màn hình giải trí, đè lổ thông minh. Số tự động này nhiều option lắm. La răng thể thao 5 chấu, dạng phay 5 chấu này. Để đầy đủ cho em là 4 bánh đều có phanh ABS chống bó cứng này. Đèn là đèn bi salon kết hợp với đèn halogen siêu sáng, không hấp hơi, không mờ nước. Đèn gầm đầy đủ luôn, biển 37, bác nào ở 37 này. 7 chỗ ngồi Kia Zondo máy dầu 468 triệu đời 2014 cho em. Rất là nhiều xe đẹp luôn, về thêm một em Genta màu trắng này. Loanh quanh đâu đấy chỉ trên 100 tí tẹo thôi nhưng mà chưa làm giá, phải mai dọn dẹp rửa giấy sạch sẽ đi sẽ làm giá cho mình. Hyundai i10 đây ạ, số sàn. Bản nhập khẩu 2015, bản sedan dịch vụ này, taxi này, gia đình hoa cưới này, đều ok cho em, 238 triệu. Còn tiếp tục ở đây thì lại có cho mình một chiếc Vios. Vios đời 2010, giá chào bán chỉ có 206 triệu thôi. Không còn lẻ nữa, 200 triệu tròn đi. Vios đây ạ. Một chiếc xe măng lót đời 2007, số tự động cho em, form dáng cán bộ này. Các bác nhìn này, form dáng mặt ga lăng rất là to luôn. 145 triệu cho chiếc Vios này. À, chiếc măng lót, em xin lỗi, chiếc măng lót này. Còn Vios bằng vàng cát đây. Ôi, form dáng đẹp căng mới về này. Đẹp căng mới về, biển 34 bánh đậu xanh đẹp quá luôn. Mà sáng nay bận tiếp khách nên là chưa làm giá. Một chút nữa sẽ làm giá cho mình. Quay nhá hàng cho những bác nào thích Vios màu vàng cát này. Rất là đẹp luôn. Em chào bác Phạm Hồng Vân này, chào bác Nguyễn Thọ, chào bác Vũ Minh Khang này. À, Vũ Minh Khanh. Chào bác Đinh Đạt, chia sẻ giúp em lên nào. Anh Tuấn Kiệt đợi em một chút nhá, 7 chỗ trong nhà nhiều lắm luôn. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc Mazda 3S đời 2009 này. Mazda 3S 2009 với lớp sơn màu đỏ đẹp. Đèn bi salon, đèn gầm có rồi, bản này có cửa lóc nhé. Cửa lóc số tự động đời 2009 nhập khẩu, 295 triệu cho siêu phẩm Mazda 3S đây ạ. Mazda 3S màn hình giải trí, đầu đài, sấy sưởi kính, auto hết cho em này, điều hòa cũng là auto. Dưới 100 triệu thì em có xe Spark. Spark là 85 triệu màu xanh ở ngoài, tít tít ngoài kia anh ơi. Và một chiếc Matiz 66 triệu.
Sơ Bắc 85-90 triệu thôi, dưới 100 triệu nhiều xe lắm. Còn trên 100, ví dụ tầm 140-145 triệu còn có cả Kia nữa cơ anh ạ. Rất là nhiều xe luôn. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning. Nếu như mà có 100 triệu rồi cố lên một chút nữa thì có Kia Morning này anh này. Kia Morning đời 2011, bản đủ, bản full đồ nhá. Kia Morning full đồ 128 triệu. Nếu như có thêm 28 triệu nữa thì anh Hoàng Hiệp cố lên cho em. Anh Hoàng Hiệp cố lên cho em này. 128 triệu Kia Morning full đồ cho em. Màn hình có này, ghế da hai màu đen đỏ kết hợp vào nhau rất là đẹp. Điều hòa cái dòng này phải gọi là Z-Zone. Đạp nhẹ chân ga thôi thì có mà lưng dính vào ghế. 128 triệu Kia Morning full đồ cho em rồi, la răng thể thao đẹp căng luôn. Tiếp theo bên đây thì em lại về thêm được cho mình một siêu phẩm Chevrolet Cruze. Nếu như hôm trước bác nào theo dõi thì em cho một em Cruze về làm dâu Thanh Hóa này, thì hôm nay em lại lấy được một em Cruze gái Hà Nội nhá. Có cam lùi đầy đủ cho em, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, ốp hết mạ chrome cho em, lẹp chân kính này, tay nắm cửa này. Chevrolet Cruze với lớp sơn màu trắng đẹp, đời 2017, số sàn, trời đất ơi, đời cao chót vót luôn. Số sàn, trang bị động cơ là 1.6 biển thủ đô. Em đang bán là 335 triệu thôi ạ. Đèn halogen siêu sáng này, ốp hết cả cho em là có giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ này. Chevrolet Cruze, la răng thể thao, phanh ABS đẹp, xin nhan tích hợp trên gương với lớp sơn màu trắng đẹp. Nam nữ đi đều ok cho em. Số sàn, ghế da múi, các bác nhìn ghế da cho em này. Cái má ghế này chắc chắn này, ôm vào lưng người ngồi không hề sợ bị say xe đâu. Điều hòa để mát lạnh, lọc không khí rất là thơm. Trần các bác nhìn này, trần bọc ly lông sạch sẽ này, một cái cam hành trình to đùng bật vã luôn. Thảm sạch sẽ cho em này, túi khí an toàn Chevrolet Cruze 335 triệu. Lước sơn màu trắng đẹp, gái thủ đô đây ạ. Siêu đẹp luôn ạ. Em chào anh Lý Văn Dậu này, chào anh Tuấn Hoàng, anh Vinh Hoàng, hai anh Hoàng luôn. Anh Nguyễn Đình Cường, anh Hải Lam này, anh Tuấn Nguyễn này, anh Cao Đình Sơn này, chia sẻ hộ em lên ạ. Chia sẻ giúp em Lê Hương lên, rất là nhiều xe luôn, cắt xả lỗ cho mình luôn. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Ford Eco Sport, nhưng đây là bản này là bản cao rồi. Bản Titanium cao cấp, đời 2018, form dáng mới đẹp cho em, lớp sơn màu nâu đẹp này. Phía trước có bốn mắt cảm biến va chạm, đèn halogen, đèn gầm gần với đèn pha luôn, rất là đẹp luôn. Xin nhan tích hợp trên gương, đời 2018, số tự động, trang bị động cơ 1.5. Các bác nhìn cho em trong khoang nội thất này. Màn hình này mở cửa phát là cái màn hình Ford, em phải lé chữ Ford ra, nếu như có chữ Ford là nó sẽ bị bản quyền đấy ạ. Nó hay bị chặn màn hình lắm đây à. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng này, có nghe gọi khẩu lệnh này. Vô lăng đẹp, ghế da zin, số tự động, auto hết cho em, các bác nhìn chưa ạ? Eco Sport auto hết, đời 2018, 535 triệu. 535 triệu cho em siêu phẩm Eco Sport đời 2018 này. Xe đẹp chất lượng cam, cảm ơn anh Hoàn Quang nhé, chia sẻ lên cho em. Hay là anh Hoàn Quang nhỉ? Anh Dũng ơi, anh Dũng để lại số điện thoại cho em đi. Vi ớt. Anh ơi con vi ớt vàng cát mới vào đời bao nhiêu nhỉ? Em có đời 26, số sàn màu vàng cát. Vừa về em quay đi anh Hùng Dũng này. Bán e số sàn đời 2016. Nhưng mà giá thì em chưa cập nhật được rồi. Eco Sport 535 triệu đây ạ. Chia sẻ hộ em là anh Huỳnh Ngọc Dũng này. 2016 có Vios đây các bác ơi. 2016 bản e xịn, số sàn, form dáng mới này, nhưng em chưa nhập được giá rồi. Một chút nữa anh để lại số điện thoại, em sẽ làm giá cho mình này. Túi khí an toàn, cụm đồng hồ 3D. Ôi nhìn cái mặt Toyota, cái cụm đồng hồ đẹp sắc nét cho em. Ghế da zin luôn. 2016 số sàn ạ. Đẹp zin cho em nhé. Em chào anh Thằng Thành Nê, anh Nạc Trôi, Nguyễn Văn Hạnh này, anh Ngọc Dũng để lại số điện thoại cho em có đời 2016 này. Tiếp theo đây thì em có cho mình một chiếc La City SE biển 89 này.
Lacetti SE đời 2010 225 triệu. Số sàn lên cho em bộ ghế da ngang với kiểu phân khối thể thao này. Ghế da như ghế da thể thao luôn. Màu rất là đẹp, màu đỏ cam kết hợp với màu kem. Túi khí an toàn, màn hình giải trí có rồi. Lacetti SE 225 triệu đời 2010, bạn nhập Hàn cho em. Nhập Hàn 1.6 đây ạ. Lacetti SE đẹp chưa ạ? Phải gọi là xuất sắc này. 225 triệu cho siêu phẩm Lacetti nhập Hàn đời 2010 ạ. Ở bên đây thì nếu như bác nào thích 7 chỗ em lại có 7 chỗ này. Innova 7 chỗ đây ạ, biển 30 thủ đô đây. Biển 30 Innova vừa mới về đây trong buổi sáng ngày hôm nay, thợ cập nhật liên tục 6 mẫu xe mới. Innova này cũng vừa mới về hôm qua, bác nào mà xem thì chưa có đâu. Innova này là 405 triệu. Đời 2016 nhỉ? Yeah. Đời 2016 405 triệu, xe tư nhân gia đình đây ạ. Xe gia đình này. Túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe, em chốt cửa rồi đây không mở ra. Xe tư nhân 405 triệu Innova đây ạ. Chào anh thành phố Hoa Phượng này, chào bác Nguyễn Ngọc Thủy Thủy này. Chào bác Lương Hoàn này. Innova 7 chỗ ngồi, xe gia đình 405 triệu. Số sàn đẹp đấy ạ. Còn đây thì là một siêu phẩm Avel. Về siêu phẩm Avel nào là bán xe đấy luôn. Một siêu phẩm Avel số sàn đời 2017 ạ. Đời 2017. Dạ vâng, em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Dũng rồi. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Dũng này. Em sẽ kết nối cho anh Dũng bằng qua Zalo nhá. Em đã chụp lại màn hình rồi, một chút nữa em sẽ gọi cho anh. Em đang dở live stream anh nhá. Anh Dũng nhá, cùng em xem tiếp đi ạ. Ngắm thêm mẹ nhiều viết lắm ạ. Avel 2017 1.4 số sàn em đang bán 245 triệu. Với lớp sơn màu trắng đẹp, ghế da này. Ghế da đẹp căng, màn hình giải trí, điều hòa mát lạnh cho em. Vô lăng 4 chấu này. Trần thì cũng bọc cho em rồi. Anh ơi cố gắng lên. Tài chính thì cố gắng lên một chút, nói chung là mua một chiếc xe nó cũng là giá trị rất là cao, mình phải cố gắng kể cả mua nhà xây. À, xây nhà hay là mua đất thì mình cũng phải vay mượn thôi anh ạ. Còn mình cứ đầu tư để mình làm ăn. Đã là đầu tư làm ăn thì không sợ ạ. Đầu tư thì mới có dư đúng không ạ. Còn để mà đủ được mua xe, mua đất, mua nhà thì hơi hiếm. Nên là anh cứ cố gắng thôi. Một chiếc Avel 245 triệu đời 2017. Innova gia đình 405 triệu. Còn đây thì có Hyundai i10 số tự động 295 triệu nhập Ấn Độ đời 2014, 5 chỗ ngồi đây ạ. Màn hình giải trí đầy đủ, đè lỗ thông minh có rồi. Ghế da đẹp, có cảm biến va chạm, tắt bật cảm biến cho em luôn. i10 295 triệu nhập khẩu này. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2016, bản lắp ráp, trang bị động cơ 1.2, giá chào bán là 215 triệu. Mức sơn màu xanh đẹp cho em nhé. Kia Morning. Chiếc này thì nó có màn hình, nhưng màn hình của nó bị hỏng rồi. Em đang tháo màn hình ra và cho thợ đi sẽ lắp một chiếc màn hình xịn vào đây. Nên khi bác nào chốt chiếc xe này là sẽ có một chiếc màn hình xịn giải trí to đùng cho em luôn. Mà chỉ có 215 triệu thôi ạ. Kia Morning 2016 lúc sơn màu xanh đây ạ. Và hôm nay em lại về thêm được một chiếc xe Orlando. Siêu phẩm Orlando đời 2017. Giá chào bán là 379 triệu nhưng mà vừa mới về. Chỉ nhá qua một chút cho các bác xem thôi. Chứ còn em nó chưa dọn dẹp gì, nhìn thì hơi xấu gái bẩn một tí. 379 triệu. Cho các bác biết rằng là em có Orlando. Bác nào thích Orlando thì liên hệ với em Lê Hương ngay ạ. Số điện thoại em để ở dưới rồi. Orlando 379 triệu. Còn bây giờ em chính thức đi vào thân bài đây. Vừa rồi mới là mở bài thôi. Nhiều xe như thế nhưng mà chỉ mới là mở bài thôi. Bây giờ mới là vào thân bài này. Bán tải đây. Dành một phút cho bác nào thích bán tải. Bán tải Ford Ranger đời 2014. Bản thảo nhập Thái Lan cho em này. Bản nhập Thái Lan. Số sàn một cầu. Màn hình giải trí siêu to rồi. Đề lỗ thông minh.
Chiếc này em đang bán là 440 triệu đời 2014 nhập Thái nhá. Ford Ranger nhập Thái bán tải đây. Màn hình giải trí đè lổ thông minh. Na răng thể thao phanh ABS gầm bệ thoáng rất là cao luôn, bán tải. Dành cho những bác nào công trình, công trường, làm những cái việc như là cơ khí thì nó sẽ là tiền lại đẻ ra tiền nhá. 440 triệu, biển 34 bánh đậu xanh. Đèn là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi luôn ạ. Bản này là chấm mấy nhỉ, để em xem là bản này là chấm mà. Bản này là 2.2 này, nhập Thái. Ford Ranger 2.2, 440 triệu nhập Thái, đè lổ thông linh. Màn hình giải trí đầy đủ này. Và bên đây thì em có 7 chỗ ngồi, thì em có Captiva này, vừa anh nào hỏi 7 chỗ ngồi đây ạ. Captiva số tự động đời 2007 đây ạ. Captiva đây. Đời 2007 em đang bán với giá là 228 triệu. Ui, sao các hàng toàn hỏi em là có chồng chưa nhỉ? Biển Hải Phòng này, 99 này, đèn bi salon, đèn gầm có, xin nhan tích hợp trên gương. 228 triệu đời 2007, trang bị động cơ là 2.4, số tự động đây ạ. Số tự động đẹp cho em. Màn hình giải trí to đùng luôn, các bác nhìn cho em cái bộ màn hình này. Ghế da đẹp căng này, tay phanh này, rất là khác người luôn. Trần zin đẹp cho em, ghế da đẹp, màn hình giải trí đầy đủ rồi. 7 chỗ ngồi, số tự động 228 triệu. Đóng cửa có gọi là chắc lịch luôn. Bác Trần Thị Huyền, bác Khánh Phùng, bác Hoàng Đoàn Văn này, bác Lê Thành, chia sẻ hỏi em Lê Hương đây nào. Bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Lacetti SE 158 triệu. Gọi là đi tránh nắng tránh mưa. Điều hòa thì mát lạnh, xe thì rất là chắc chắn, không hề bị hỏng vặt đâu nhá. Lacetti đi cực đầm xe cho em. 158 triệu đời 2009 này. Ghế da là ghế da vải, ghế da lỉ cao cấp này. Và bên đây thì có cho mình một siêu phẩm i10. i10 đời 2014 bản nhập khẩu, số sàn 195 triệu. Lước sơn màu trắng đẹp, bản này một đầu, gọi là bản hatchback cho em đây. Nhập khẩu đây ạ. Màn hình giải trí cỡ vừa thôi, không phải là siêu to, nhưng ghế da hai màu chắc chắn này, 195 triệu. Và tiếp theo bên đây, siêu phẩm ngày hôm nay em muốn nhắc đến chính là em bán tải Isuzu. Một chiếc bán tải đến từ thủ đô Hà Nội này, Isuzu D-Max. Màu nước sơn các bác nhìn này, màu đỏ cam nhé, không phải là màu đỏ chót đâu mà màu đỏ cam, nhìn rất là đẹp luôn, bóng này. Đèn bi salon này, đèn gầm này. Và đây là chiếc Isuzu số tự động 2 cầu, bản nhập Thái Lan, sản xuất là năm 2019, nhưng mà đăng ký lăn bánh là tháng 12 2017. Gọi là cuối năm tháng 12 rồi. Nó tương đương với như là sang tận năm 2028 rồi, 2018 rồi. Và đây là chiếc Isuzu D-Max 535 triệu, máy dầu 2 cầu số tự động. Màn hình này các bác nhìn cam hành trình này, cam hành trình to đùng luôn. Màn hình giải trí siêu to. Màn hình giải trí cỡ vừa thôi, nghe nhạc giải trí cải lương rất là hay. Mà điều em thích nhất đó chính là cái cụm này. Cụm thiết kế các bác nhìn là rất là sạch sẽ, gọn gàng luôn. Auto tự động cho em. Hai cầu máy dầu số tự động. Em xin lỗi, em nghe điện thoại đi. Alo ạ. Dạ. Dạ. Cho con đỏ hả anh? Dạ. Anh ơi, giá vừa rồi là em đã là giá chuẩn rồi anh nhé. Vâng. Dạ. Vâng vâng. Bây giờ con đấy là 365 triệu rồi. Nếu như vâng, anh cứ tham khảo đi. Nếu như anh mua được ở khu vực đấy 365 triệu thì anh cứ tham khảo thêm anh nhé. Còn giá em đã nói giá với anh rồi, bớt cho anh như thế và bao hồ sơ cho anh rồi. Vâng, đấy. Đúng rồi ạ anh ạ. Vì xe nó đẹp căng như thế rồi. Vâng, ok anh. Dạ. Dạ dạ vâng, chào anh. Dạ. Ở đây em có Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động này, 535 triệu.
bạn này là đời 2016, đăng ký lăn bánh là tháng 12 2017, gần như là sang 2018 rồi. Và điều đặc biệt nữa là em này nó mới đến cái mức mà lốp sơ cua còn chưa hạ. Chưa hạ lốp sơ cua đâu ạ. Xe rất là đẹp luôn. Thích quá đi. Vâng chị Lan ơi, nếu như chị Lan mà đến thời điểm bây giờ mà có kinh tế này, mà cố được thì mua VinFast cho em đi. Hai chiếc VinFast đời 2019-2020 đẹp căng luôn. Đẹp lắm luôn. Hợp với lữ luôn chị ạ. Sờ Bắc tập lái này, Sờ Bắc Van đời 2010, 85 triệu. Trang bị động cơ chỉ có 0.8 thôi. Em chào anh Ngô Hùng, anh Tư Phạm này. Em chào bác Dũng Tài này. Bên đây lại có cho mình 7 chỗ này. Số tự động Sorento đời 2009, trang bị động cơ 2.4, giá chào bán là 380 triệu. Sorento đây ạ, Kia Sorento. Lớp sơn thì là bên ngoài màu đen đẹp, bên trong nội thất ghế da cũng là đen đẹp cho em luôn. Cải thêm một chút ốp mạ giả vân gỗ này, rất là đẹp luôn. Sorento 380 triệu đời 2009, 7 chỗ ngồi số tự động đây. Ghế da à, ghế lái chỉnh điện cho em. La răng thể thao phanh ABS chống bó cứng này, 380 triệu. Quá là nhiều xe luôn. Em chào bác Lê Văn Chiến này. 200 triệu quay đầu thì có. Anh thích một đầu hay hai đầu ạ? 200 triệu quay đầu thì có Hyundai hoặc là Kia Morning. Quan trọng anh thích một đầu hay hai đầu anh Chiến ơi. Ví dụ như chiếc i10 này, i10 này chỉ có 195 triệu này, đời 2014 nhập khẩu này. Còn chiếc này là 2017 i10 à, Kia Morning. Kia Morning 245 triệu số sàn, trang bị động cơ là 1.2. Kia Morning số sàn, trang bị động cơ là 1.2 đây ạ. 245 triệu Kia Morning, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Ba đầu. Ba đầu thành yêu quái mất rồi anh ơi. Anh Hoàng Long ơi, ba đầu thành yêu quái mất rồi. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm là Santa Fe Gold, máy dầu, đời 2002 nhưng đăng ký lăn bánh là 2007 ạ. Bản nhập khẩu số tự động, giá chào bán 225 triệu. Với lớp sơn đẹp màu vàng gold nhá, Santa Fe Gold máy dầu đây ạ. Bác nào thích máy dầu thì có luôn này. 225 triệu thôi ạ. Bộ ghế da phải gọi là chất nừ luôn. Nước sơn màu lâu đẹp, cam hành trình đầy đủ cho em. Và bản này cũng có cửa lock đầy đủ nhá. Santa Fe Gold này có cửa lock, màn hình giải trí, số tự động đẹp cho em, ghế chỉnh điện. 225 triệu cho siêu phẩm Santa Fe Gold máy dầu đấy ạ, đời 2002, đăng ký lần đầu là 2007 ạ. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 nhưng mà chỉ có 125 triệu thôi. Đời 2008 với lớp sơn màu bạc này. Ra bên đây thì lại có Innova nhá. Thời điểm này mà bác nào thích Innova thì bên em hưng rất là nhiều luôn. Innova số sàn, Innova số tự động. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Innova số sàn, bản G xịn đây ạ. 265 triệu đời 2008, biển thủ đô 30E. Innova bản G đời 2008, giá 265 triệu. Các bác nhìn nội thất bên trong cho em này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, ghế da zin, à ghế da là bằng chất liệu bằng vải cao cấp đẹp cho em. Trần cũng là bọc ly lông sạch sẽ rồi này. Màn hình giải trí đầy đủ, túi khí an toàn sạch sẽ luôn. Táp ly các bác nhìn này, đẹp căng luôn nhá. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. 265 triệu cho chiếc xe Innova bản G 2.0 ạ. Và bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Lacetti. Lacetti SE đời 2009, bản nhập khẩu 193 triệu với lớp sơn màu đen này. Bản sedan, đầu đài màn hình nguyên bản theo xe, túi khí an toàn đầy đủ, ghế da hai màu. Lacetti SE 193 triệu. Em chào anh Huân này, chào anh Nguyễn Thành Hưng này. Các anh chia sẻ lên giúp em nào. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu vàng, nhưng mà vàng zin đẹp cho em nhé. Đời 2016, giá 215 triệu. Màn hình giải trí siêu to luôn. Ghế da các bác nhìn này, ghế da sạch sẽ cao cấp chưa ạ? Ghế da đẹp rồi, màn hình giải trí cũng có luôn. 215 triệu lên cho em bộ la răng thể thao nữa này. Rất là đầu tư luôn. Mà giá chỉ có 215 triệu. Bản này là đời 2016, bản lắp ráp, trang bị động cơ là 1.2. Bên đây thì lại có cho mình một siêu phẩm Lacetti nữa này.
La City SE với nước sơn màu xanh xám này, đời 2009 này. 220 triệu là giá em đang chào bán cho siêu phẩm La City SE đời 2009 này. Màn hình giải trí thì là cỡ vừa thôi, sau xe rồi. Túi khí an toàn đầy đủ cho em, lại bắt đầu mưa rồi. 220 triệu cho chiếc xe La City màu xanh đá, thân vỏ và trắng cứng cáp cho em này. Chào người đẹp, dạ em chào anh Huân nhá. Chào anh đợi em cuối con đường. Tên nghe rất là thơ, rất là bài hát luôn. CDX đời 2009 với lớp sơn màu bạc thì em có đây. CDX đây, đề lổ thông minh, màn hình giải trí cỡ vừa, túi khí an toàn, ghế da zin luôn. Bản này thì có cả cửa lóc này. CDX màu xám, à màu bạc. 245 triệu, trang bị động cơ 1.6 nhập khẩu số tự động đây ạ. Đời 2009 nhá. Bên đây thì lại có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta biển thủ đô. Ford Fiesta màu đỏ này, form dáng hatchback nhưng không hề bị cụt này. 288 triệu EcoSport. Đời 2011 1.4. À một mạng nó có vấn đề rồi. 288 triệu thôi ạ. Em chào bác Bảo Nguyễn này, chào bác Hoàng Phạm này, Hoàng Phan này. CDX đây. Còn bên đây thì lại có cho mình một siêu phẩm mang tên là Fiesta. À em xin lỗi, VinFast Farin. VinFast Farin đời 2019, số tự động đẹp. Cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ đẹp. Test hãng cho em. Lên cho em bộ la răng thể thao này. Đèn halogen này, đèn gầm có rồi. Dạ vâng, em bị mất tín hiệu, mạng em bật lại rồi, anh Hoàn Quảng xem lại hộ em nét chưa ạ? VinFast Farin này ạ. Xe này lữ đi thì sẽ ok hơn các bác nam nhé. Màn hình giải trí này, đề lổ thông minh này, có cho em hỗ trợ chống trơn trượt nữa này. Này các bác nhìn cho em này, tổ hợp phím bấm này, nghe gọi ghế da zin đét, máy số zin, đề lổ thông minh. 345 triệu cho siêu phẩm VinFast Farin đời 2019 nhé. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS đẹp rồi. 345 triệu ạ. Ở bên đây thì lại có cho mình một siêu phẩm Accent, Hyundai Accent. Bản này là bản đặc biệt, có cửa lock này, số tự động. Hyundai Accent có cửa lock, số tự động đây ạ. 355 triệu, bản nhập khẩu đời 2017, số tự động đây ạ. Màn hình giải trí này, số tự động đẹp luôn ạ. Đây nha các bác nhìn cho em này. Cửa lock này, số tự động này, nhập khẩu này, 1.4 thôi nhá. 355 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu đây. Bên đây thì lại tiếp tục có Innova này. Innova này về thêm cũng là Innova bản G. Đời 2008, số sàn, giá chào bán 245 triệu. Trang bị động cơ là 2.0. Chào bác Từ Lâm này, chào bác Minh Hiếu này, chia sẻ hỏi em Lê Hương lên nào. Màn hình giải trí ở giữa vô lăng này. À em xin lỗi, túi khí an toàn ở giữa vô lăng này. Màn hình giải trí ở giữa xe để có màn hình nhưng cỡ vừa thôi. Cỡ vừa vừa thôi ạ. Na răng thể thao, phanh ABS. 245 triệu bản G đấy ạ. Còn một siêu phẩm mà rẻ giá hợp lý nhất bên em, nó là một em Matiz, chỉ có 66 triệu thôi. Matiz đời 2008, 66 triệu. Còn đây em này là giá là em út nhất của bãi rồi, rẻ nhất bãi luôn. Bên đây thì có siêu phẩm Camry đây. Xe hạng sang mà rất nhiều khách hàng quan tâm này. Camry đời 2009. Bản này là bản nhập đài, số tự động, trang bị động cơ 2.0. Anh ơi xem em mạng có kém không anh ơi? Anh ơi xem lại mạng có kém không anh ơi? Em ổn định rồi đấy, anh Huân xem nào em với nhá. Anh Tạ Duy xem em nét chưa nào, bình luận của em đây nè. Camry 345 triệu đời 2009 bản nhập đài, phân khúc hạng sang cho em ạ. 2.0. Một chiếc duy nhất đây ạ, Camry một chiếc duy nhất. Màn hình giải trí, số tự động, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Camry bẹp nhập khẩu đấy nhá,
xe phân khúc hạng sang đây, 435 triệu, la răng thể thao, phanh ABS này, đầy đủ đẹp rồi các bác này. Về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Còn bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm màu vàng chóe luôn, Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc, số tự động, đời 2010, giá chào bán 238 triệu. Ổn rồi, em cảm ơn nhé. Mạng miếc dạo này nó làm sao, hay là cá mập nó lại cắn cắp quang không biết nữa. Kia Morning số tự động đây, màu vàng zin đẹp, số tự động 235 triệu, đời 2010. Những bác nào mà thích xe Kia Morning số tự động này thì quất ngay em này đi. Form dáng xe, chất lượng xe ok và đảm bảo cho mình, 235 triệu. Đấy các bác ấy, xe mẹc ấy, xe mẹc phân khúc C250 rất là ok luôn, đi rất sướng, đầm xe. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze số tự động, đời 2011, giá chào bán là 268 triệu. Bản sedan nước sơn màu đen đẹp này. Ghế da, các bác nhìn ghế da đẹp căng rồi. Chào bác Lê Hiệu này. Màn hình giải trí cỡ vừa, 268 triệu. Trang bị động cơ là 1.6 số tự động đây, 268 triệu này. Còn bên đây thì có hai chiếc xe đều đến từ nhà Isuzu máy dầu này. Isuzu máy dầu 2003 140 triệu, Isuzu máy dầu 2006 160 triệu. Sau bên trong đây thì có cho mình một em Fremacy số tự động 7 chỗ ngồi, 162 triệu số tự động, trang bị động cơ là 1.8 ạ. Đời 2003, 7 chỗ ngồi Fremacy, lộ thất máy móc sạch đẹp cho em rồi. Về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Những bác nào mà yêu thích xe này, em tặng thêm 2 triệu về đổ xăng nữa đi. Đi chơi cho cháy phố đi. Chưa kịp ngắm em xinh gái một chút nữa anh nhé. Tầm 15 phút nữa thôi là em sẽ nghỉ live stream mà. Ít nữa thôi. Ở đây thì em có một chiếc xe ghét nhập khẩu số sàn này, 158 triệu, đời 2009, ghế da để hai màu. Nếu như mà kinh phí hoặc là tài chính nhà mình vừa vừa thì cứ tìm cho em một chiếc Vios này, một chiếc Kia Morning, một chiếc xe ghét bản nhập khẩu, những cái dòng đấy đi đi. Vừa chắc chắn vừa không hỏng vặt. Đi rất là an toàn luôn. Ghét 158 triệu đời 2009. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Mazda 3S. Mazda 3S là mà số máy zin này, keo chỉ zin này, tư nhân hết cho em này. Mazda 3S 385 triệu đời 2013. 295 triệu cắt nỗ còn 395. Giảm luôn 10 triệu trên livestream còn 385. Bao rút hồ sơ cho mình, em sinh năm bao nhiêu? Ôi em ít tuổi lắm anh ơi. Đầu 30 một tí thôi anh ơi. Chứ còn em còn ít tuổi lắm. Đầu 3 lấy lên một tí thôi, gọi là nhô 30 tí thôi anh ạ. Mazda 3S 395 cắt luôn còn 385. Một chủ tư nhân zin toàn xe cho em, đèn bi sa lông, đèn gầm, giải đèn nét và có cho em cả túi khí an toàn và cũng như là cửa lock đầy đủ này. Mazda 3S số tự động 1.6 ạ. Em chào bác Trần Ngọc Thăng này. Một siêu phẩm xe phân khúc hạng D, Nissan Terra đời 2009 này. Nissan Terra nhập khẩu phân khúc hạng D cho em, 346 triệu, màn hình giải trí siêu to. Xin nhan trên gương, la răng, phanh ABS đầy đủ này. Biển thủ đô nhé. Cam hành trình có rồi. Em này mà nghe đập nhạc thì thôi rồi. Một quả bộ loa của em nó phải rơi vào vài chục triệu mới sở hữu được cái bộ loa đấy các bác nhé. Loa của em đấy chất lượng lắm. Xe đi thì cực êm, không hề bị dập dình dập dồ như khi đi vào đường sóc đâu ạ. Phân khúc hạng D cao cấp mà. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi Granite đời 2005, 7 chỗ ngồi số tự động, giá chào bán là 258 triệu. Màn hình cỡ vừa, túi khí an toàn đầy đủ, số tự động đẹp cho em, Granite 256 triệu. Em yêu thử lần nào chưa là như nào ạ? Thử lần nào là như nào hả anh Lê Hiệu, em chưa hiểu ạ. Ở đây thì có cho mình một siêu phẩm Honda CRV đời 2009 này, giá chào bán 408 triệu. Thử cái gì rồi anh, trên đời này có những cái gì ngon, cái gì ngọt em phải thử hết. Tuổi trẻ được đáng bao nhiêu đâu anh. Cái gì mà không phạm pháp, không sai luật em thử hết luôn.
đời 2009 này. Giá chào bán 408 triệu, màn hình cỡ vừa, số tự động, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, CDV, xe chuẩn, xe cán bộ cấp cao đây. 408 triệu anh ạ. Và bên đây một siêu phẩm xe Kia Morning biển 36 này. Sơn zin đẹp nhá. Bản này đời 2017, bản rất là cao, cam hành trình đầy đủ, màn hình giải trí có này. Kia Morning 228 triệu. Đời 2017, trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi, siêu tiết kiệm cho em. Đi dòng xe này thì điều hòa mát lạnh, nghe nhạc hay. Ăn ít xăng và nhỏ gọn, nếu như phố nhà mình hay ngõ nhà nhà mình mà nhỏ đấy thì đi xe này rất là dễ lái luôn này. Đèn hậu này, đèn gầm phía sau cũng có này. Biển 36, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ combo cho em. Lên cho em bộ la răng mới rồi, la răng thể thao nhá. Không phải la răng sắt nữa rồi, nên luôn. Em chào bác Thắm Lê này, chào bác bác Thắm Lê, chào bác Phụng này, chào bác Minh Quân này. Mua xe, mua con xe chị ơi. Đúng rồi, bây giờ các bác lữ đi mua xe cũng rất là nhiều luôn. Như sáng nay có bác lữ, hầu hết là khách bây giờ toàn là lữ. Nếu như không là lữ thì cũng là lóc nhạo quyết định. Các bác chỉ việc dẫn vợ lên đây, cho vợ vào trong rừng nhà em. Bông hoa nào đẹp, bác vợ cấu bông nào thì bác tiền, bác chồng thanh toán tiền bông đấy thôi. Rất là nhiều xe luôn. Các bác nam bây giờ có tiền nhưng cũng phải hỏi lóc nhà xem có ưng ý hay không đã. Mua xe tặng em áo đen. Mua xe tặng em áo đen. Chân dài đúng đến nách. Còn em áo hồng kia không tặng được, em áo hồng kia bụng hơi to. Chia sẻ cho em Hương có tiền mua giảm giá nhé. Đúng rồi anh ơi, chỉ cần chia sẻ cho em thôi, thường xuyên theo dõi em. Đến lúc mà anh bảo là Hương ơi, anh tên là Huân, anh tên là Minh Quân, em nhìn phát em biết ngay à, anh này suốt ngày xem livestream của mình. Thế là em chia sẻ luôn thôi. Giảm giá luôn, bớt 10 triệu đồng. Đấy, rất là tơi luôn, các bác cứ chia sẻ cho em. Em chào bác Thường Xuân này. Ở đây có một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2013, số tự động này. Bản này nam nữ thì đều ok cho em. Với lớp sơn màu trắng này, bản sedan, bản hatchback nhưng không hề bị ngắn nhé. Rất là nhỏ gọn đẹp cho em. 318 triệu. Đi rất là đầm xe, thân vỏ cực kỳ chắc chắn này. Nội thất bên trong thì sạch sẽ, ghế da đẹp. Gọn gàng ngăn nắp chưa các bác nhìn này. Đấy, mở cửa ra phát là báo ngay. Ford Fiesta 2013, 318 triệu. Bớt luôn cái lẻ 8 đi. Còn 301 cho khách hàng nhà mình. Biển thủ đô đẹp. Ở bên đây thì có một siêu phẩm duy nhất Innova 7 chỗ ngồi số tự động này. Biển cực kỳ thăng tiến cho em này. 6, 6, 8, 7 rồi. Mắt cá la téng nhìn thế nào, đằng 6, 7, 8 cơ. Innova số tự động. Đời 2010. Giá chào bán là 330 triệu số tự động. Màn hình giải trí cỡ vừa. Vô lăng thì 4 chấu này. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. Ghế da thì đẹp căng luôn, rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Một bác chủ phải là yêu xe thì mới có thể giữ được cho xe một cái xe rất là đẹp như thế này ạ. 330 triệu Innova đời 2010 số tự động. Trang bị động cơ là 2.0 ạ. Xuất sắc luôn, Innova đây ạ. Tiếp theo ra bên đây thì em lại có cho mình xem nào. Ôi còn nhiều xe quá nhỉ. Còn có Hyundai Accent. Accent biển 34. Accent một chủ tư nhân đây. Biển 34. Đời 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019 ạ. Form dáng mới này, các bác nhìn form dáng cho em này. Khác hoàn toàn với những form dáng cũ rồi, form dáng với những đường dập lổi rất là sắc nét. Đèn halogen to rồi, đèn bi phía dưới cũng to. Xin nhan trên gương 385 triệu, đời 2018, đăng ký lăn bánh là 2019 ạ. Bên cạnh đây thì có cho em mình một chiếc xe Vios. Vios đời 2011 số sàn 210 triệu nước sơn màu trắng ạ. Vios 210 triệu đồng đây. Bên đây thì có cho mình một siêu phẩm Ghét số tự động. Ghét là đời 2007 188 triệu nhập khẩu nhá. Số tự động 1.4 thôi ạ. Nước sơn màu vàng zin đẹp cho em. Số tự động nhập khẩu. Corona Antis đời 2005 lồi đồng cối đá phá không học. 190 triệu này. Còn bên đây là xe của giám đốc đây. Zoti T600 320 triệu 7
Em này 5 chỗ gầm cao, số tự động, full option cho em. Xin nhan cụp chỉnh tự động nè, gương cụp chỉnh tự động, xin nhan trên gương. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, cửa sổ toàn cảnh luôn. Hai vùng này đều là cửa sổ toàn cảnh cho em nhé. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Khóa điện tử cho em, không phải khóa phanh tay đâu mà khóa phanh tay điện tử nhé. La răng thể thao này, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí. Liếc đèn thô vô lăng, đèn là đèn bi salon này, 320 triệu. T600 5 chỗ gầm cao, gọi là full option. Nói hoài không hết option luôn, rất là nhiều chế độ chức năng luôn. Anh Đình Thuyên và anh Cảnh Trần nay vào muộn này, anh Hoàng Dư nay cũng vào muộn này. Ở bên đây thì lại có cho mình một Hyundai i10 nhập khẩu này. Em này chỉ ít tiền thôi, 2016 230 triệu. CDX 248 triệu này. Mazda Fremacy màu xanh cụ hồ đây. Giá chỉ có 172 triệu, 7 chỗ ngồi, số tự động 1.8. Đời 2002, Mazda Fremacy 172 triệu. Nhiều xe quá luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo như gần như là hết rồi. Những bác nào mà yêu thích xe nào, Vios này, Vios này chỉ có 178 triệu lên màn hình, lên cho em đề lỗ thông minh, xin nhan trên gương. Còn Vios bên đây là bản e xịn là có 208 triệu, đời 2009 này. Accent này thì cũng 385 triệu, đời 2019 luôn, đời cao chót vót nhé. Em chào anh Nguyễn Đức Anh này. VinFast Varin, chiếc này là đời 2020, 345 triệu, cam kết đẹp căng cho mình luôn, đầy đủ option rồi. CDX với một chiếc xe CDX biển 22 nước sơn màu đen. CDX này là 238 triệu, bản nhập khẩu, đời 2009. Đời 2009, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí rồi. Túi khí an toàn đẹp cho em, số tự động nhé, 1.6 số tự động. 238 triệu ạ. Quá là nhiều Vios luôn. Và bên đây thì có cho mình một siêu phẩm Altis đời 2010. Altis Camry Vios là những dòng xe thương hiệu rồi, nhưng mà dòng này thì với Camry thì nó sẽ nhỉnh hơn nhé. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, 2.0 nhưng mà ăn xăng không bằng những dòng khác đâu ạ. Số tự động 2010, giá là 395 triệu. Còn về xe Mercedes thì em có Mercedes C250, Mercedes C240. Rất là nhiều xe Mercedes, Hyundai Elantra, Mazda 3S. Bán tải rất là nhiều xe luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương cũng báo giá, rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương. Những bác nào thật sự quan tâm, thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và gọi cho em qua số điện thoại 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn, cũng như để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Để cho mình một cái giá tốt nhất luôn. Còn bây giờ thì em Lê Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá trực tiếp tiếp theo nhé. Nắng quá luôn, toát hết mồ hôi ra. Những bác nào mà mới xem buổi báo giá cũng như là chưa biết đến em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ, cũng như là bật nút đăng ký kênh của em Lê Hương lên, để khi mà em up video lên thì khách hàng nhà mình sẽ là người đầu tiên, cũng như là thích dòng xe nào, phân khúc nào thì vào chia sẻ cũng như là chọn xe cùng với em nhé. Cam kết là giá sẽ cạnh tranh nhất thị trường này, bao rút hồ sơ cho mình. Và xe cũng được cam kết cho em là không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý lúc nào cũng là chuẩn luôn. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo, cũng như là vào cái buổi báo giá trực tiếp 11:30 vào ngày mai nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.